cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hello mọi người. Hôm qua thì mình không kịp làm clip cho các bạn xem, thì ngày hôm nay mình sẽ làm bù vậy. Hôm nay mình sẽ chơi nhân vật Emma nha. Từ khi mà mình mua cái trang phục này tới giờ thì mình cũng chưa có làm clip cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ vô chơi test cái trang phục này để cho các bạn xem coi mình chơi như thế nào. Thì đây là bộ trang phục người chăm sóc gấu trúc. Người chăm sóc gấu trúc đó lại là một cái chủ đề liên quan tới cái tên của mình. Một cái biệt danh của mình. Đây là một bộ trang phục rất là dễ thương. Phải nói là đời em mà ra mấy cái trang phục như thế này chắc có nước mà thiệt á, khô máu. Kiểu như là đau ví. Trận này map sử vũ khí ha. Trận này không có red luôn. Ok, vậy trận này mình sẽ main nhánh 6 nha mọi người. Mấy bữa nay thì chỗ mình thì thời tiết thì nó vẫn cũng như ngày nào, thì kiểu như là gần đây thì cũng không có được nắng cho lắm. Trời đất ơi, mình mang cái tấm nệm ra mình phơi cái xong mình quên lấy vô, rồi trời mưa ướt nhem nhẹp luôn. Thế là mấy hôm nay nằm dưới đất ngủ có được đâu, cứ trằn trọc mãi. Với lại buổi tối buổi khi mình lại hay on đêm á. Tới rồi nè. Ui, chị gây xa. Skin S nha. Skin S mua bằng Echo. Sao chị? Sao chị không đi tìm bà mù, đi tìm em làm gì chị? Cứ bình tĩnh mà cai thôi. Nói bình tĩnh vậy thôi, cũng sợ lắm. Mới vô mà gây hứng với tôi rồi ha. Nhân vật Emma này các bạn có thể mang 39 hoặc là 36, tùy. Các bạn cũng có thể mang được bánh đà luôn, tùy team ha, tùy mấy bạn biết như thế nào. Ui da, quíu. Phán đoán hơi dở một tí xíu, chứ còn không là pha đó là buồn là đập được bả thêm một cái ballet nữa. Tha cho em đi chị. Bỏ rồi. Nghe lời dữ ta. Kêu tha cái tha luôn. Cho nhân vật cái ma này các bạn cũng có thể lục rương ha, tìm đồ này kia để chơi, không nhất thiết là phải cầm cái giỏ sách để đi phá ghế đâu. Tại vì trận này thì cũng chả có ai để mà gây khó dễ câu kéo, nên mình lục đồ lục hòm chơi đi. Bây giờ hy vọng ra ống tim. Chị thương nên còn đi cứu người nữa chứ. Ra gì đây, ấm la si bùa. Ôi má ơi. What? Mẹ ơi. Súng. Trời ơi, nghỉ chơi. Lụm được cái súng rồi tôi không chơi nữa. Nghỉ. Trời ơi là trời. Thôi, có cái súng là ấm rồi. Trời, mới đây mà còn có hai máy thôi á hả. Ok, tí hồi mình sẽ nã cái súng này vào đầu chị gây xa. Team mà không có tiền đạo cao bồi này kia thì các bạn lục rương mà các bạn chơi. Tại vì các bạn đi phá ghế cũng chưa chắc đã làm được gì. Sao lại vô đây? Vô đây hết ballet rồi. Không bắt ma thuật sư lên ghế à? Đi qua dưới thư à? Hay là mất dấu? Chắc là mất dấu quá. Mù hồi nãy mang nhánh máy người ta. Cái gì vậy trời? Ủa? Mất dấu đưa thư luôn hả? Vừa phải thôi chứ. Thấy tôi có cái súng là đam mê tôi lắm. Chết rồi. Ôi kẹt. Bà bị bắn súng ở quằn hoài dễ sợ. Chạy đi mù ơi.
Tới thôi nè Mù ơi. Còn một máy à. Các bạn có thể comment trên kênh của mình yêu cầu mình làm nhân vật nào ha. Các bạn cũng đã yêu cầu mình làm nhân vật Cao Bồi thì mình cũng đã đọc được rồi và mình sẽ duyệt nha. Tức là mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của bạn. Còn nhân vật nào mà kiểu như là mình chưa làm tới thì mình sẽ không nói. Khi nào mà cái nào mà mình duyệt rồi mình sẽ nói cho các bạn biết trước. Cứu em Mù ơi. Hay quá. Tưởng tẹt rô tôi khóc thiệt á. Cái gì mà bên kia 34%? Để là ram mấy chứ ta. Không sao, mình tới đây mình sẽ lục thêm một cái rương nữa xem có gì không. Tại vì mình vẫn chưa đi cứu người. Mình còn cái nhánh 6 ở đây nè. Các bạn cũng có thể comment mình, hỏi mình về những cái vấn đề liên quan trong cuộc sống. Mình cũng có thể cho các bạn ý kiến được nha. Giờ quyết định sau đây. Ok, dịch chuyển qua kia rồi. Mình sẽ đi cứu đồng đội của mình. Phải cứu thôi. Bà gây xa này bà tham lắm. Cô ấy đang nghĩ là cô ấy sẽ lật kèo. Ồ, có cái thư hầm luôn nè. Thư hầm giải mã cũng khá là nhanh. Nhưng mà bây giờ là bị giảm rồi. Không phải như lúc trước mở cổng 100% nữa. Tới nè. Đó, thấy chưa? Nhánh 6. Không, nhánh 6 hồi nãy mình cứu Mù. Lại tìm em. Phải vậy chứ. Đi chỗ khác chơi đi. Các bạn cũng có thể comment hỏi mình những cái vấn đề liên quan trong cuộc sống. Mình sẽ biết thì mình sẽ tư vấn. Còn mình không biết thì mình sẽ góp ý và chia sẻ ha. Mình đang tập qua tới Hunter thư ký tòa án. Tại vì không phải là mình không tập được, nhưng mà do là cái mình chơi PC á, cái bàn phím của mình nó lộn xộn xì nghèo hết trơn các bạn. Nó khó chỉnh lắm, nó không phải giống như chơi Mobi đâu. Mobi thì nó có những cái phím, những cái nút rất là đơn giản ha. Chỉ cần trượt vài cái là được. Còn PC là phải chỉnh tùm lum nút hết trơn. Trận này win rồi. Trận sau mình sẽ vô chơi xếp hạng ha. Trận này mình xếp hạng nha mọi người. Mình sẽ mang 39. Trận này có Cao Bồi nè. 39 tăng nhánh giải 3 điểm nha. Chỗ tường đỡ 1, tường đỡ 2 hay có Hunter lắm. Trời ơi, tôi chưa nói dứt câu luôn á. Nghe tim rồi. Hay quá, có người ở đây mình không phải cai. Ủa? Mà gì vậy? Trời ơi, có ổng quăng dây kìa. Mù mắt tôi. Mình không phải là mục tiêu đâu. Ủa cái gì kỳ vậy? Cái gì kỳ vậy bạn? Mấy giây? 10 giây không? Thôi bây giờ mình lạng lạng tí xíu thôi. Mới vô trận chưa làm gì hết, vừa đụng cái máy xong rồi gặp thanh niên Cao Bồi làm mình thất vọng quá. Bạn ấy người nước ngoài à. Không mang cái nhánh không tăng cái điểm gì nhà. Cái điểm mà thấy đồng đội á. Để tôi lới tôi phá cái ghế này luôn. Rồi xỉu ông Cao Bồi nó ông cay dở lắm luôn á. Hình như là không biết Cao Bồi mang nhánh mấy nữa. Hôm nãy mình cũng không xem rõ nữa. Đi sửa ghế. Anh Ngô Trang rảnh lắm. Chết rồi, nó thấy rồi. Ui, mình không có mang bánh đà. Mang bánh đà đâu có bị đánh đâu. Mà đánh tôi được cái rồi sao tôi cũng tới tôi phá nữa hả? À. Tôi phá hoài luôn. Câu được bao nhiêu giờ thì câu. Tiếp nè. Câu cho Cao Bồi dãy được. Ông này chắc mang nhánh xấu á, bởi vì chạy yếu ghê. Con ở đây nè cha.
Vô. Sửa tiếp. Thôi đi, hết chơi được rồi. Mình đi ra kia mình sửa máy chứ không mấy bạn chửi âm sòm nữa, kiểu sao không chịu đi giải máy. Có một mình ông Cao Bồi cover. Mà ổng như thế này đây á. Nhờ là mình phá ghế cho nên ổng ngồi ghế được lâu chút á. Tôi thấy tôi sợ quá à. Rồi xong luôn. Thôi đi lục rương xem coi có gì hot không. Một hồi Wu Chang mà bay dù qua là mình chỉ có nước bị ăn đập là nằm bẹp dí thôi. Không biết mục tiêu kế tiếp có phải là mình không. Ok, lính thuê, lính thuê. À, nhặt được cái đồng hồ nè. Tạm ổn. Ok, đồng hồ cũng ngon. Đồng hồ là ngon rồi. Đồng hồ bây giờ là còn ngon hơn cả găng nữa đó. Ba máy lận á hả? Rồi rồi rồi, tới rồi đó, tới mình rồi đó. Chưa 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 chưa. Chuẩn bị tới. Bảo đảm luôn, thế nào ổng cũng bay qua đây à. Chắc vẫn còn đang dưới lính thuê. Ồ, rồi tới rồi, tới rồi. Đó 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 đó. Thấy chưa các bạn, thấy chưa? Nó chỉ cái dù qua đây nè. Trời ơi, tôi đoán hay lắm. Trời ơi. No no. Nhanh chín, nhanh chín nha. Ui hên. Trời ơi, phải đó chu cái đít ra. Né được cái dù. Lắc 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 lắc. Đánh lạc hướng. Đó, lắc lắc lạc hướng là không biết mình đi đâu rồi đó. Mà vẫn thấy, vẫn chưa bị mất dấu. Khổ ghê, còn hai máy nữa. Vậy không đi sửa máy đi, còn tiến độ chữa trị nữa ba. Ủa nó đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi? Đi rồi, đi rồi. Thôi không sao. Hiền quá. Trời ơi, tôi mà lục có được thêm một cái súng nữa thì thôi luôn á. Tôi mà lục ra được cái súng nữa tôi làm một ngày 3 clip. Dễ gì, dễ gì. Mà bây giờ lục ra bình nước hoa làm gì vậy trời, chú ơi. Tôi lụm ra nước hoa để tí hồi tôi cay cho nó thơm một tí hả. Cố gắng sửa cho xong cái máy này đi. Máy của lính thuê cũng 43% rồi. Trận này không có gặp Hermit. Đồ Hermit là mệt lắm. Sửa máy không nổi đâu. Phan Gia Huy. Máy của lính thuê đâu nhờ. Ờ ok. Thôi bạn nép xung phong đi cứu rồi. Mình sẽ chạy tới mình đi cốt cho xong cái máy cuối ha. Còn không mình cũng vẫn có thể đi cứu. Những cái trường hợp như thế này nè, các bạn nên để cho cái người còn máu, còn 100% máu ở lại. Tránh cái trường hợp Hunter bay qua cam máy, còn cái người nửa máu sẽ đi cứu. Đi cứu lúc cuối á nha, lúc mà chuẩn bị ra máy á nha. Chứ còn mà để người nguyên máu mà đi cứu, rồi cái người nửa máu ở lại sửa máy, kiểu gì Hunter bay qua cam một phát là đầm mẹp dí là không ra máy được. Nó phải mất công đúng không. Rồi ví dụ lỡ như mà Wu Chang mà đổi phép hỗ trợ, đá máy là toan. Chạy. Tới giờ rồi, công đít công đuôi lên chạy. Trời ơi, tôi cầm cái bình nước hoa tôi làm gì đây. Xong. Bạn lính thuê bị bắt rồi. Không biết giờ ông Wu Chang ổng đi cái hướng nào. Không biết ông lính thuê em chạy hướng nào. Ủa ông đây nè. Trời ơi, bạn tù nhân nhanh ghê. Bạn Luca nhanh ghê. Mở cổng đi ra mất tiêu rồi. Chờ mình với. Ui tới rồi. Đó nè, mắt đỏ. Hên trời ơi. Cảm giác. Ok, trời ơi may quá. Trời đất ơi là trời. Ông vừa bay cái dù tới luôn á. Mình vừa đứng thành gọng bóng luôn. Chết rồi, ông lính thuê ông ở đây rồi, mình hại ổng rồi. Mà cũng chịu thôi chứ. Ổng gục ngay giữa đường thì mình bỏ tay.
Còn ổng mà gục xa xa một tí là mình còn cai được. Thôi bây giờ mình chạy ra cổng luôn nha. Chứ bây giờ mình không thể nào mình làm gì hơn được hết á. Không có đồ chơi, Hunter đang còn mắt đỏ. Thôi, trận ranh mà hòa là được rồi. Thôi mà bây giờ mình sẽ kết thúc trận đấu ở đây nha. Hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Các bạn mà yêu cầu mình chơi cowboy thì mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của bạn. Bạn hãy chờ đón xem nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt.